Các bạn lưu ý là tất cả các video này đều được đặt trong cái thư mục của movie ở trên USB nhé. Các bạn cả ấn mic lên, ấn lên để chuyển chế độ full màn hình. Ưu điểm con có tiếng khóc chào đời. Khi xem video trên USB là các bạn không phải để rất là nhiều cái hình ở trong xe, rất là vui víu. Chuyển sang trái sang phải hết bài nhé. Ngoài ra thì trong phần cài đặt này em cũng đã cài thêm phần bên xe này, cài đặt cái báo tốc độ này, lúc nào xe không có đấy. Tốc độ ở đây thì các bạn có thể để lên 100. Đây là lúc đấy ra là xe mình, đây là giới hạn tốc độ trên. Khi xe mình đi như vậy là nó biết là quá nhanh, ra bằng cao tốc. Trong do diện hiện hóa rất dễ dùng. Phần ngoài ra còn có chức năng tìm xe. Xe là các bác ấn 2 lần phím nóc cửa thì nó sẽ khóa cửa, còi sẽ kêu, nó sẽ báo cho chúng ta biết là xe